thời gian về với dưới kia là khoảng buổi chiều, vì hôm nay đang dưới nữa rất là đông, đang hiện tại là đang tắc đường, có một số đoàn là không vào được. Hôm nay thì rất là vui được đón đoàn mình, chúng ta từ Vĩnh Phúc ạ, Phúc Yên Vĩnh Phúc đã có một chuyến tham quan thật ý nghĩa, ta về với quê hương Bắc Hồ. Và từ dưới chân mồ đi lên thì mình đã thăm viếng được 3 phần mồ. Đầu tiên là phần mồ của cụ Hà Thị Hy, là bà nội của bạn. Phần mộ em trai bác Hồ đó là cậu Nguyễn Sinh Sinh. Và điểm cuối cùng mình ghé thăm phần mộ mẹ bạn, đây chính là bà Hoàng Thị Loan. Tìm hiểu cuộc đời của bà Hoàng Thị Loan, ta biết rằng bà sinh năm 1868 tại làng Hoàng Trù, xã Kim Liên của huyện Nam Đàn, cách đây là khoảng 5 cây số ạ. Bà được sinh ra và lớn lên trong một gia đình nhà nho mà có truyền thống hiểu học. Đáng lẽ ra theo quan điểm xưa, bà phải được kết hôn cùng với một người là con nhà giàu có, làm quan hay là đầu đạt. Nhưng mà vừa lên trên ràng buộc khắt khe của lễ giáo phong kiến, đó là môn đăng hộ đối, bà đã đem lòng yêu thương ông Nguyễn Sinh Sắc, là cậu học trò nghèo, đã mồ côi cả cha lẫn mẹ từ năm kém 4 tuổi ạ. Chấp nhận cuộc tình duyên này có nghĩa bà Loan can đảm chấp nhận cuộc sống vật chất là đầy khó khăn và vất vả. Nhưng đổi lại bà lại có những năm tháng sống đầm ấm, hạnh phúc, bên chồng và bên cả con thân yêu của mình. Năm 1883, năm này bà Hoàng Thị Loan tròn 15 tuổi thì bà đã kết hôn cùng với ông Nguyễn Sinh Sắc. 16 tuổi bà Loan bắt đầu cuộc đời làm mẹ, sinh có một cái đầu lòng, đó là cô Nguyễn Thị Thanh, chị gái bác Hồ, là vào năm 1884. 4 năm sau thì bà sinh người con thứ hai là cậu Nguyễn Sinh Kim, anh trai của bà. Sáng ngày 19 tháng 5 năm 1890, một buổi sáng hương sen thơm ngào ngạt, bà không muốn phản kế của chúng ta cũng được cất tiếng khóc chào đời tại mảnh nhà tranh đơn sơ giản dị, làng Hoàng Trù, xã Kim Liên của huyện Nam Đàn. Nhưng gia đình bà Hồ chỉ sống và gắn bó tại Hoàng Trù bên ngoài được có 5 năm. Năm bà Hồ 5 tuổi thì bố của bà vào học một trường của tự giảm hủy. Số học bổng trường cấp này đó là quá ít ỏi, không đủ điều kiện chăm sóc trang trại. Vì vậy ông đã về quê bàn với vợ, đem theo cả nhà đi cùng. Nghỉ ăn đi hủy quãng đường dài gần 400 cây số. Nhà bà Hồ nghèo, không có đủ điều kiện để thuê xe ngựa. Vì vậy mà cả gia đình bà đã đi bộ sòng rã gần một tháng trời mới tới được mảnh đất đỉnh đô. Bà của chúng ta cậu bé 5 tuổi ạ. Lúc được bố cõng, phần lớn thì được mẹ bà đặt vào một đầu quốc cảnh nhỏ là để quẩy đi. Tại Huế năm 1900, mẹ sinh thêm một người con trai nữ, đặt tên là cậu Nguyễn Sinh Sinh, em trai út của bà cả. Nhưng mà ngày đó sinh có một hoàn cảnh khó khăn, tủ thiếu và lao động vất vả. Vì vậy mẹ bà còn lâm phải một căn bệnh hiểm nghèo và trốn thuê thử cuối cùng khi tuổi đời còn quá trẻ, mới có 33 tuổi. Mẹ bà mất, bố bác Hồ đi công ty ở trường thiết Thanh Hóa, lấy mắt tất cả cầu bạc hết đi cùng. Cô Thanh tự quê nhà để chăm sóc bà ngoài. Vì vậy đi theo linh cữu mẹ bạc người thân duy nhất, chỉ có bà Hồ cậu bé 11 tuổi, đắp bồng bấy đất tay, đứa em gào khóc vì khát sữa. Bà em với bà cùng chị thì quả khát sữa mẹ. Hơn 2 tháng sau là em cũng mất tại quỷ rồi. Thứ hai của mẹ bạc, ngày đầu được bà con lao động trong phố Đông Ba, lặng lẽ đưa bằng thuyền qua cổng Thanh Long, lên an thẳng tới chân núi Bân là thuộc dãy núi Tam Tầng, bên dòng sông Hương ở xứ kinh thành Huế. Mẹ ăn nghỉ Huế được 21 năm. Năm 1922 là con Thanh đã bị mật đưa hài cốt của mẹ về an táng tại vườn nhà làng Sen, quê núi Bạc Hồ. Và đúng 20 năm sau là năm 1942, thì cầu cả kiếm anh trai của Bạc Hồ sau khi ra tù, vụ là một thầy đi lấy đất giỏi. Sau nhiều năm tháng rong ra tìm kiếm, thì cầu khiêm mới chọn đúng vị trí này để cầu đưa hai con của mẹ về an nghỉ vĩnh hằng. Mẹ bác Hồ nằm ở đây là núi Đồng Tranh Thấp. Mẹ gối đầu xuống phía sau này là núi Đồng Tranh Cao, nằm trong dãy núi đầy Huế, địa phần của xã Nam Giang, huyện Nam Đàn bây giờ. Năm 1984, chúng tôi tiến hành tôn tạo phần mộ này lần thứ nhất. Lần gần đây nhất đó là khánh thành vào ngày 3 tháng 6 năm 2011 lấy những dịp kỷ niệm 100 năm ngày Bác Hồ chúng ta ra đi tìm đường cứu nữa. Và từ Vĩnh Phúc về thăm viếng phần mộ mẹ Bác Hồ hôm nay, chúng ta có thể thấy rằng khu mộ này còn có rất là nhiều công trình hạng mục.
Nhưng khi tiến hành tu tạo phần mộ, hai cốt chúng ta vẫn giữ nguyên tại chỗ. Với quan điểm xưa, đó là mộ ít mà đẹp. Mình chỉ cải tạo đúng phần mặt bằng của nguyên mộ này thôi. Và ý tưởng chủ đạo đây là hình tượng một vòng hoa sen để cách điều đơn giản. Có đầy đủ phần đế sen, phần đài sen và phần tâm sen. Đế mộ phía dưới này ta làm bằng đá kim sa. Đá này được đưa về từ đất nước quận đồ. Đài sen này cách điều đơn giản là bằng đá trắng của quỳ hợp Nghệ An. Phía trên nắp mộ được tượng trưng cho phần nhụy của bông sen. Chúng ta đúc thùng hình chữ thò, mục đích là thông khí theo quan niệm của dân gian chúng ta. Ở phía sau thì mình nhìn thấy rằng ở đây có một bức phù điêu được làm bằng đá trắng ít bãi nguyên khối và được tạo tác theo kiểu cuốn thước gỗ Lê Trân. Khối lượng của bức phù điêu này là khoảng 100 tấn ạ. Hình tượng chủ đạo trên bức phù điêu đây chỉ là hình ảnh một đầm sen được đúc nổi. Phía trên hình ảnh đầm sen là hình ảnh cửu phất quần tù, nghĩa là chỉ đám mây nó cùng hồi tụ lại, biểu hiện cho sự linh thiêng, hồi tụ khí thiêng giữa trời và đất. 12 cột đồ này thì chúng ta làm bằng đá sú bi đỏ của tỉnh Bình Định. Còn che chở phần mộ là có một hệ thống mái mộ. Mái mộ này được lấy tưởng, đây là ngôi đền truyền thống dân gian. Và được cách điều đơn giản trong từ xa nó nhìn giống như một chiếc khung cửa diệt tại, bao gồm 6 mái, tượng trưng cho 6 dải lụa đang ngày đêm ôm ấp và che chở lấy ngôi mộ của bạn. Ở đây thì ngoài vật liệu đá kim sa còn đồ, đây là tình cảm của bạn bè quốc tế. Chúng ta còn đá vật liệu của ba miền Bắc Đông Nam, giống như tình cảm đất nước Việt Nam chúng ta dành cho gia đình của bạn. Con đường lên xuống nguyên mộ ta xây dựng trải dài 2 mét sườn núi ạ. Trước đây đường lên chỉ là phía bên này 269 bậc ạ, ta tương đương với năm bác Hồ của mình qua đời. Đường xuống là phía bên này với 242 bậc, là tương đương với năm cầu Khiêm đưa nguyên mộ của bà lên đây. Nhưng mà hiện nay với dự án mới, chúng ta lại đổi lại, mở đường lên chỉ là phía bên này. Dù một lần trước khi thăm mộ con dâu thì mình sẽ thăm mộ mẹ chồng trưởng, đó chính là cụ Hà Thị Hi, bà nuôi của bác Hồ. Và trong từ xa thì hai đường lên xuống nó giống như hai dải lụa đang được dệt ra từ một khúc cửa lửng, đó chính là mô hình phần mộ của bác Hoàng Thị Loan. Lúc sinh thời bà có người yêu, chúng ta vẫn thường nói rằng tổ của Việt Nam chính là quê hương của bạn. Giờ đây như một định mệnh, những người thân trong gia đình bác Hồ đã yên nghỉ trên khắp cả ba miền của tổ quốc. Bố bác Hồ ông Nguyễn Sinh Sắc, ông ăn nghỉ tại Cao Lãnh, Đồng Tháp, một tỉnh miền Nam thân yêu chúng ta. Thân mộ cùng với anh chị em thì an nghỉ tại mấy đất quê nhà. Bác Hồ người yêu của một giấc ngủ ngàn thu giữa lòng thủ đô Hà Nội là trái tim của cả nước. Có thể nói rằng với đạo lý uống nước nhớ nguồn, ăn quả những người trồng cây. Đến với những ngày rằm mồng 1, ngày rủ của bà Loan hay là ngày lễ tế của dân tộc, bà không quên vùng vẫn thường về đây thắp hương và dâng hoa cho mẹ bà. Tưởng nhớ tới người mẹ Việt Nam vĩ đại đã có công sinh thành và nuôi dưỡng cho dân tộc Việt Nam ba người con yêu nữa, trong đó là có Chủ tịch Hồ Chí Minh. Như vậy hôm nay từ mảnh đất Vĩnh Phúc, em được đón đoàn chúng ta cộng chuyển hành hương trở về với quý bà. Mình đã thăm vị được 3 phần mộ tại núi Đồng Trách. Tiếp tục hành trình thì em mời đoàn chúng ta sẽ về khoảng 5 cây số nữa để thăm Hoàng Trung quê ngoài, nơi bác Hồ được sinh ra, ghé thăm mảnh đất Làng Sen, nơi bác sống từ năm bác 11 đến năm bác 16 tuổi. Xin được chúc cả đoàn có chuyến tham quan về nguồn thật ý nghĩa. Xin chào và đoàn gặp nhiều lần nữa trong bác Hồ Vĩnh Long. Chào và hẹn gặp lại. Thăm quan chụp ảnh, chúng ta sẽ đi xuống băng đồi bên này, lên một đường và xuống một đường theo chuyến tham quan. Mũ của ai đây? Đây mũ bà Lam nào rồi đấy? Không, mũ bà Lam đây. Được rồi, được rồi. Đi xuống rồi này. Đi đi đi. Biết rồi. Đừng có nói. Lâu nó vào. Quá đẹp luôn đấy. Đây, nhà nhá. Đây đang ở chỗ cổng về nhà quê bác này, nhà rất đẹp luôn. Đây là anh Ngô Ngọc Trinh,
chuyên nghiệp rồi. Được, các con cứ đi đi. Rồi, anh lại quay đi. Quá đẹp luôn. Xin chào bà Hoa Xoan đi. Đủ hết. Chả thiếu ai.